Gia đình mình đang trên đường tiến về Vancouver Downtown để trả xe đây mọi người. Chặng đường tôi đi, cứ đi đi thôi. Quite the drive. I think it's driving way nicer than our cross screen. It's different. So Stevie, that's gross. Here, Dem. We're here, and we're gonna go there, and then we're gonna drive to here. We're gonna drive to here, Comox. Yeah, that's where Uncle Chris lives. Why don't we fly to Comox? Because then we need to get the ferry back from here, so we're gonna rent a car here. And then we come back because the ferry goes from Nanaimo. Mình đã tới Vancouver Island, nơi ông xã, anh trai của ông xã mình ở đây mọi người. Đây là chiếc máy bay gia đình mình vừa đi lên đó và vừa đáp xuống tại Vancouver Island. Máy bay này ở Vancouver Island Downtown, mình bắt cả gia đình mình lên đó bay tới Vancouver Island khoảng trong vòng 20 phút. Trong máy bay có khoảng tầm 12-13 người đó mọi người. Giờ gia đình mình đi vào và sẽ thuê xe lế tới nhà anh trai của ông xã mình. Evan, TV, let's go please. Đây là Vancouver Island.
Ba cho con ăn ngon lành ha. Baby, em talk to you. He said, did you try the meatball? Đây là heo tôm phở đây mọi người. Là cơm xả mắm kè mắm mì Việt ngon. Gia đình mình đã tới nhà của anh chồng mình và mình vợ chồng mình dẫn từ nhỏ ra công viên chơi nè mọi người. Đang có một cái công viên thật là to.